Hello, xin chào tất cả bạn, chào mừng các bạn đến với video Tiếp theo của tôi thì hôm nay là tôi sẽ khoe các bạn cái căn phòng mới của tôi, không phải là mới mà là cái căn phòng cũ nhưng mà đã được thay đổi đổi mới rất là đẹp đấy. Và hơn nữa là giới thiệu các bạn một cái thành viên mới ở trong team của NTN. Đây là thành viên mà các bạn đang đoán mò, không biết là bây giờ các bạn có đoán đúng hay không thì là tí các bạn sẽ biết. Ok, thì bây giờ là khoe anh em cái phòng tôi đấy, phòng mới thấy chưa, có thêm một dàn máy tính mới và cái ghế mới mới mua về để thực hiện cho công việc của tôi sau này đấy, thì là muốn chia sẻ các bạn luôn. Nói chung là có cái gì đổi mới là muốn chia sẻ anh em luôn để anh em có thể biết được là hiện tại NTN đang thay đổi như nào đấy. Bây giờ là mới mua một cái ghế này, đây cái ghế của tôi này rất chật, thì chia sẻ anh em luôn cái ghế này tôi cũng rất là thích, ngồi rất là sướng, sướng hơn cái ghế mà thằng cu em tôi đang ngồi đây đấy. Đây là thành viên mới, mấy ông đang đoán mò nó là thằng vổ nhưng mà không phải, đeo tai nghe che hết mặt rồi đấy nha, nhìn nhá anh em nhìn rõ nha, nó không vổ nhá. Đấy, ok rồi, để anh em cứ đoán mò. Đây là chuyên viên dựng video, tất cả sản phẩm của NTM bây giờ là sẽ do cu này nó dựng, và anh em xem anh em sẽ ủng hộ thanh niên này. Là cu này tên là Minh đấy anh nhá, tên là Minh nhá, cái gì Minh nhỉ, Trần Anh Minh đúng không? Đấy, họ tên đầy đủ là Trần Anh Minh đấy, bây giờ các ông không phải đoán mò gì nữa. Thì mà đấy, bây giờ là chia sẻ anh em luôn, đây là dàn máy tính mới mua để chuyên dựng video, cũng không rẻ lắm, không đắt lắm, nó rơi khoảng tầm 40 củ đấy. Thế thôi, chia sẻ anh em luôn, cái ghế kia rơi khoảng tầm 10 củ, 9 triệu và 700 mấy, nói chung là gần 10 củ đấy. Ghế của A-Racing, cái tên nó khó đọc vãi cả lên, nhưng mà ghế Batman. Rồi, bây giờ là tôi sẽ mở ra cho anh em xem luôn, xem bên trong nó có cái gì. Đó, sau cái lớp kính thì là bên trong đã thấy rõ cái cấu hình của con PC chuyên dựng video nhưng mà chơi game rất là bá đạo luôn. Đây, ở đây các bạn thấy là có một cái tản nhiệt nước. Đó, à quên nhầm. Nhầm, sorry anh em, tản nhiệt khí khổ. Mẹ, bên kia mới tản nhiệt nước kìa, còn đây là tản nhiệt khí. Còn là cạc, đây cạc màn hình khổ quá, run run. Cạc màn hình là cạc của MSI, à quên nhầm. Cạc cái logo này là cạc của Asus 1050T đấy. Đây là RAM của Corsair, 2 cái RAM này 18GB, à quên nhầm 16GB khổ, sorry anh em, sorry. 16GB 2 cái RAM có 6 cái quạt. Đấy, 6 quạt màu xanh rất là đẹp. Ok, mỗi quạt có trị giá là 100.000. Rồi, ở đây thì là có một cái SSD nữa. SSD này hình như là mấy trăm tôi không nhớ, nhưng mà nói chung là cái cấu hình này nó tập trung vào cái con chip, đó chính là chip i7 7700K. Con này hình như là mười mấy củ ấy nhỉ. Rồi, đó. Và tổng cái cây này là rơi khoảng tầm 40 củ, cộng với lại cái màn hình này. Màn hình này thì là màn hình của Dell UltraSharp. Màn hình này rơi khoảng tầm gần 5 triệu, bàn phím 800.000, chuột 300.000, tai nghe 5 triệu, ghế cũ 5 triệu, điện thoại ngày xưa mua là 20 triệu. Tính tổng cái bàn đây nó cũng rơi khoảng tầm 5-60 triệu, cũng khá tiền. Vừa mới tháo ra cho các bạn biết được cái cấu hình của máy tính cũng như là cái dàn máy tính và cái đống đồ ở đây nó trị giá bao nhiêu tiền. Bởi vì là sâu đồ thì cũng phải sâu tiền ra chứ, bây giờ sâu đồ ra chẳng nhẽ bảo cái đống này mua có mấy chục nghìn thì bố nào tin được, không thể tin được anh em đúng không? Đó, thì chỉ sâu thế thôi chứ tôi cũng không phải cái dân bốc phét. Bây giờ cái dàn máy tính bao nhiêu tiền thì nó bấy nhiêu này. Bây giờ nó thật nhá, riêng cái chip trong này ấy là chuẩn luôn, là chip i7. Nếu mà tôi bốc phét đấy, tôi nói thẳng cái chip xe ông này đắt nhất này, 319 triệu này. Đó, rất là đắt. Ok, còn con chip mà thằng cu em tôi đang sử dụng ấy là con chip i7 7700K, đâu nhỉ? Không phải mười mấy triệu mà là 7 triệu. 7 triệu mình ạ. Đấy, thì chia sẻ cho anh em biết được là cái cấu hình ở cái bàn nó nhìn nó bình thường này thôi nhưng mà khá là tiền. Đấy, ok, không khoe nhá, chỉ chia sẻ thôi. Rồi, bây giờ thì là không linh tinh nữa, để cho nó làm và làm đi cu. Thằng cu này nó không thích quay mặt nên tôi phải quay người nó. À, ở đây tôi mới mua thêm cái tai nghe. Đây này anh em nhìn này, tai nghe này. Tai nghe Razer chuyên phục vụ chơi game đấy, nhìn đẹp chưa? Nó có cái đèn LED ở đây. Cầm lên cho anh em xem. Đây là con tai nghe mới mua về chơi game, còn cái con tai nghe cũ thì là để làm quen dùng. Đèn nét như đúng rồi, ok đấy, khoe anh em, review anh em luôn. Đây, con này tôi thích nhất ở cái điểm là nó có một cái đèn led ở đây. Ý, đẹp chưa? Razer thì luôn có một cái bộ đèn màu xanh, chỉ một màu xanh, đó chính là xanh lá cây, không có gì khác cả. Còn đây thì vẫn là cái dàn máy tính của tôi thôi, nói chung là không có gì đổi thay cả. Chắc là dùng khoảng tầm 1-2 năm nữa rồi là bán và mua cái dàn máy khác. Chứ bây giờ thật ra máy nó rất là ngon, rất là xịn, nó chẳng có gì phải thay đổi cả. Cũng là cái bàn phím có sai, chuột có sai, loa dây dơ. Đấy. Rồi, bây giờ thì tôi sẽ đeo tai nghe đây. Đó.
tắt nó đi và ngồi thử cái chiếc ghế 10 triệu. Chiếc này thì tôi mua 10 triệu, không biết là các bạn mua ở đâu, giá cả như nào, nhưng mà tôi mua 10 triệu cả cái công vận chuyển về nữa. Đấy, vận chuyển từ trên Hà Nội về Tiền Hải Thái Bình, phải thuê xe taxi riêng về. Thì không phải khoe nhé, là chỉ muốn chia sẻ anh em để anh em biết được thôi, bởi vì là làm vlog thì cũng muốn chia sẻ. Chứ bây giờ vlog mà không chia sẻ khác gì là không vlog, đúng không? Đấy là các bạn nào mà xem video thì các bạn thông cảm. Ở đây tôi không khoe, bởi vì thật ra tôi quay như này khác gì khoe đâu, đúng không? Khác gì khoe đâu, nhưng mà mồm tôi bảo không khoe, nhưng mà thực chất nó là khoe. Nếu mà ông nào nghĩ tôi là khoe, nói chung là ông nghĩ thế nào cũng được, cứ miễn sao là thích nghĩ nào được, ok, tôi không giải thích nhiều. Thì đấy, chỉ muốn chia sẻ với anh em thôi. Cái ghế này ngồi rất là sướng này, úi xời, sướng vãi trưởng. Bây giờ cho anh em xem này. Đây, con ghế này nó sướng ở cái này có thể ngả ra để ngủ được. Ví dụ đang chơi game ấy mà mệt ấy thì là ngả ra ngủ. Đấy, nó nằm hẳn ra như này. Ok. Rất là sướng các bạn. Úi xời, sướng quá. Công nhận là sướng thật, sướng vãi. Những cái lúc mệt mỏi tôi cũng chỉ muốn như này thôi, không muốn đi đâu cả. Ước gì có gấu ôm vào lòng, nhưng mà không có thôi, chấp nhận rồi, ôm lại thôi. Rồi, thì chỉ muốn chia sẻ cho anh em biết thế thôi, nói chung là không có gì cả. Thì hy vọng tất cả bạn sẽ ủng hộ tất cả cái video tiếp theo của tôi. Và những cái video tiếp theo thì là như tôi đã chia sẻ, thằng que của tôi Trần Anh Minh nó sẽ dựng video, còn tôi sẽ là người lên ý tưởng đạo diễn đó, còn dựng là sẽ để cho thanh niên kia dựng. Tôi bây giờ là nhiều công việc quá không thể dựng được nữa, nên là bắt buộc là sẽ phải tạo công ăn việc làm cho anh em. Ok, đấy, bây giờ là tôi bật máy tính lên là chỉ có chơi game thôi. Cái giảm tôi là chuyên game và chuyên stream game. Thì là tôi cũng giới thiệu luôn cho tất cả bạn đang xem video của tôi trên NTN Vlog. Đó chính là hiện tại thì là những bạn nào muốn xem tôi chơi game ấy thì các bạn có thể lên trên Kube TV để xem tôi stream mỗi ngày. Clip tôi ra đều hàng ngày luôn, nhưng mà tôi stream game thì là stream vào 7 giờ tối mỗi ngày, tức là tối nào tôi cũng stream. Đấy, chơi game online nhá, những bạn nào mà thích xem tôi chơi game mỗi ngày thì các bạn có thể truy cập vào Kube TV hoặc là tải ứng dụng của Kube TV về để có thể xem tôi live stream. Đấy, hiện tại là đang live stream chơi game này. Đấy, bắn nhau. Ok, để cho các bạn xem này. Có 1650 bạn đang xem này. Đấy, rất là đông. Ok, thì chia sẻ cho các bạn biết một chút về cái lịch mà tôi chơi game online mỗi ngày để các bạn có thể vào xem video của tôi. Rồi, bây giờ là sang cái máy tính của thằng em tôi. Bây giờ thì là mình vổ game cho các bạn xem ok không? Vào vổ luôn game. Game bây giờ thì bọn tôi chỉ chơi PUBG hoặc là CSGO thôi. Đấy, thì bây giờ nó vào nó vổ game cho các bạn xem chơi game máy này như nào. Với con máy 40 triệu như này thì nó chơi như thế nào. Ok, max setting luôn. Chơi được max setting không? Ultra. Ờ, chơi Ultra được, đó, Ultra chơi chế độ 2K. Chỉnh cấu hình này, đó, chỉnh full setting lên đi. Ultra luôn, kéo luôn lên max hết đi. Đấy, API vào. Rồi, Glow. Đấy, cho anh em xem nhá, con máy 40 triệu này xem nó chơi game như nào. Bởi vì là có rất là nhiều bạn hỏi tôi là anh ơi, bây giờ muốn chơi game PUBG thì là cấu hình máy bao nhiêu tiền thì mới chơi được. Thì chia sẻ luôn các bạn, để mà chơi game PUBG ấy, với cái chế độ mà ok ấy thì nó rơi khoảng tầm 30 triệu là chơi được, 30 đến 40 triệu chơi được. Chứ còn từ 30 triệu đổ xuống là chơi phải very low, chơi rất là chán. Mà chơi là phải chơi Ultra nó mới sướng, chơi very low thì vất. Trải nghiệm thế thì không nên trải nghiệm game làm cái gì, ra quán net chơi cho nhanh. Đấy, đang trong bắp gì đấy, các bạn thấy không, Ultra không giật lắc một tí nào luôn. Rồi, đang bay xuống này. Màn đeo thì khỏi bàn luôn rồi. Cái màu đeo rất là tươi, rất là chân thật. Và tôi rất là thích dùng đeo. Đấy, hiện tại thì là nó đang đeo tai nghe, nên các bạn không thể nghe được cái âm thanh trong game. Nhưng mà theo tôi thấy thì các bạn thấy này, nó không giật một tí nào luôn. FPS bao nhiêu đây? 55 FPS. Đó. Nói chung là chơi game rất là ok, không có gì là gọi là giật lắc cả. Với cái dàn như này chúng ta có thể chơi được Ultra. Chẳng nghe thấy cái gì cả. Đeo tai nghe không nghe thấy gì cả, nó đang nhận đồ này. Đấy, vổ mãi không đạn, đạn không vào. Rồi, vào đạn rồi. Không phải là giật lắc mà là mạng yếu, mà là nó vổ nhầm không vào đạn. Ok. Nói chung là cũng chia sẻ đủ rồi. Có lẽ là không còn gì chia sẻ nữa. Đấy, chia sẻ nhiều anh em bảo nhảm. Thì là hôm nay là có thành viên mới, cũng như có dàn máy mới, rồi đồ mới linh tinh tinh thì chia sẻ cho các bạn biết thôi. Hy vọng tất cả các bạn sẽ ủng hộ video của tôi bằng cách là like, subscribe, chia sẻ và đăng ký kênh tôi nhé. Bye bye anh em.